Chuyện kinh dị Vong độc dưới ao, tác giả Nguyễn Thanh Hùng, giọng đọc Tả Từ, Bí ẩn Radio. Mấy ngày hôm nay, nhà chú Thanh ở làng Nam Đông đang nhờ người về nạo vét cái ao tù bên cạnh nhà để thả cá. Cái ao này chú bỏ hoang lâu lắm rồi. Từ khi cha chú mất đến nay đã 5 năm, chú chưa thả một con cá nào vào đó. Dạo này thấy mấy người trong xã nuôi cá để làm kinh tế, nên chú cũng muốn thả vài con kiếm một chút tiền. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên sục rửa lại ao. Anh em họ hàng đến giúp đỡ chú có mấy người. Cái ao cũng khá là rộng, lâu ngày không dùng nên nước tù và bùn đọng rất nhiều. Tới trưa mọi người lên bờ nghỉ ngơi để chiều làm tiếp. Thì đột nhiên một người em họ của chú Thanh ở ngoài hiên nhà chạy tới hớt hải nói: Anh Thanh, ra ngoài ao mà xem, ngoài ao có cái chuyện gì nó lạ lắm. Chú Thanh chạy ra ngoài về phía cái ao. Cách đó một đoạn, có một thứ nước màu đỏ đang ùn lên loang lổ, trông rất kinh dị vô cùng. Mấy người trong nhà cũng chạy ra xem. Có người mới nói: chắc là đào phải chỗ sắt mục lâu năm bây giờ nó đùn lên thôi chứ có cái gì đâu. Cái ao này nó cũ lắm rồi, chứ có phải là bây giờ mới đào đâu mà lo. Vào nghỉ ngơi đi rồi chiều làm tiếp. Đến chiều khi mọi người ra để vét ao thì cái đám nước màu đỏ kia chẳng thấy đâu nữa. Người em họ đang vét nốt mấy xu bùn ngay gần cái nơi phát hiện ra chấm đỏ buổi sáng thì bỗng tay cậu đụng phải một vật thể. Cậu móc nó lên thì thấy đó là một cái lọ sứ có hình bầu dục. Bên trên thì nhỏ, bên dưới thì phình to ra. Nhìn vào bên trong thì bùn đất nhét đầy vào miệng mình. Đứa em mới kêu lên: anh Thanh, coi em đào được cái gì này. Mọi người xúm lại cầm cái bình lên xem xét. Họ nghĩ chắc là trước đây ai làm rơi xuống nên cũng không quan tâm lắm. Người em nghe thấy vậy thì đưa cho chú Thanh làm gì thì làm. Chú thấy không quan trọng lắm, liền ném nó lên bờ. Chiếc bình sứ vỡ tan ra. Phía trên miệng có một nút bịt bằng gỗ lâu ngày nó thụt vào nên mọi người nhìn không thấy. Sau khi chiếc bình sứ vỡ thì lộ ra bên trong có một nắm đất bột màu đen mà thôi. Cũng không có ai chú ý gì đến chuyện đó nữa. Nơi đó bị bùn đất che lấp đi rồi. Hai ngày sau thì công việc vét ao cũng hoàn thành. Bây giờ chỉ cần để cho nước trong trở lại, rồi bỏ vôi và muối xuống ngâm thêm ít hôm nữa là thả cá được. Gần một tuần sau khi cái ao được làm sạch, nhà người em họ của chú Thanh có cho vợ chồng chú 20 con vịt đang đẻ trứng. Vì đám vịt này đẻ cho nên rất cần nước. Chú Thanh làm một cái mái tre ở ngoài bờ ao cho đám vịt tự do bơi lội ở ngoài đó. Ấy vậy mà mấy hôm nay trứng vịt đẻ ra không kịp lấy thì đều bị biến mất một cách kỳ lạ. Mỗi khi ra tìm thì chỉ còn lại vỏ trứng mà thôi. Vợ chú Thanh là cô Hiền thì thắc mắc nói với chú: anh này, anh xem đám vịt kia nó đẻ rồi mà sao bữa giờ em tìm không ra quả trứng nào? Chỗ bọn nó nằm toàn là vỏ trứng không anh à? Hay là con Kiki nó có ra ăn không? Chú Thanh đi ra ngoài bờ ao xem. Đám vỏ trứng còn rất mới nhưng đều bị vỡ vụn hết. Sau khi xem xét lại hàng rào thì chú nói: lạ nhỉ, hàng rào không có bị rách. Con Kiki làm sao mà chui được vào? Hay là rắn với chuột nó vào ăn? Thôi, mai nó mà đẻ thì em lấy vào luôn đi. Tối đến, khi mọi thứ chìm vào im lặng thì ngoài bờ ao bỗng xuất hiện một người nằm dài trên bờ. Đây là một đứa bé ăn mặc rách dưới. Nó đang bò về phía đám vịt nằm trên bờ. Bầy vịt thấy động thì liền kêu lên ầm ĩ. Đứa bé kia nhìn thấy đám trứng trên bờ liền nhặt lấy bỏ vào mồm, nhai ngấu nghiến rồi thả bỏ ra. Trong nhà con Kiki phát hiện liền sủa ầm lên. Chú Thanh nghe chó sủa nên đi ra ngoài xem. Phía ngoài ao thì vịt kêu ầm ĩ. Cầm cái đèn pin chạy ra, cái bóng đứa trẻ trong chuồng vịt liền biến đi đâu mất. Bầy vịt cũng im lặng mà không kêu nữa. Sáng ngày hôm sau, cô Hiền ra lấy trứng thì cũng chẳng có cái nào. Chú Thanh nói để tối nay ra rình thử xem sao. Hôm nay vợ chồng chú Thanh có việc nên đi ra ngoài thị trấn một buổi, để hai đứa con ở nhà chơi với nhau. Trước khi đi, chú dặn anh em nó là không được ra ngoài ao chơi. Thằng lớn tên là Thái, năm nay đã 8 tuổi. Con em gái tên Hạnh, năm nay lên 5 tuổi. Thằng anh coi con em,
buổi trưa đang ngồi trên hiên nhà thì đột nhiên con em gái chỉ tay ra chỗ cái ao rồi nói: "Anh Thái ơi, ngoài bờ ao nó có đứa nào nó đang nhìn em kìa." Thằng Thái nhìn theo hướng cánh tay đứa em chỉ, nhưng chẳng có ai cả. Nó gõ đầu con em một cái: "Tào lao không, làm gì có ai ngoài đó đâu mày. Thôi, vào nhà ngủ trưa đi." Con bé cãi lại: "Có mà, nó mặc quần áo rách dưới đang nhìn em kia kìa." Thằng Thái chẳng thèm nhìn, bế con em đi vào trong nhà đi ngủ. Đến tối, vợ chồng chú Thanh về thì con em nói chuyện lúc trưa cho hai người nghe. Chú Thái mới nói: "Hay là con nhà ai nhảy vào đó đấy. Lần sau con mà thấy thì đuổi ra cho bố mẹ nghe chưa. Đừng để nó tắm ở ao nhà mình. Lỡ nó mà chết đuối ở đấy thì khổ. Mà con cũng không được ra đó, nghe chưa?" Tối chú Thanh ngồi trước hiên nhà hút thuốc. Con chó nằm bên cạnh đột nhiên sủa ầm lên. Mắt nó nhìn chòng chọc hướng ra ngoài cái ao. Chú Thanh nghĩ có ai đó ở ngoài ao nên coi Kiki mới sủa lên như vậy. Chú đứng dậy quát: "Đứa nào ngoài đó đấy? Đứa nào mà rình mò đấy đấy?" Chẳng thấy ai đáp lại. Con chó vẫn cứ sủa ở bên chân. Chú Thanh đi vào trong nhà lấy cái đèn pin đi ra. Cô vợ thấy thế liền hỏi: "Ủa, đêm rồi anh tính đi đâu mà cầm theo đèn pin?" "À, anh nghe con Kiki nó cứ sủa bên ngoài ao ấy. Để anh ra đó xem có chuyện gì. Mấy nay nó cứ thấy là lạ. Anh cảm giác như có người rình mò nhà mình." Chú nói xong thì đi ra ngoài. Con Kiki thấy vậy cũng chạy theo. Đi đến chỗ hàng rào, chú lia đèn khắp quanh cái ao xem có ai hay không. Bất chợt có một bóng người chạy vụt qua ở phía bên kia chuồng vịt. Chú Thanh thấy vậy liền quát lên: "Đứa nào kia? Đứa nào mà giờ này còn vào nhà tao hả? Đứng lại!" Con Kiki cũng sủa ầm lên. Chú Thanh nhảy vào trong bờ ao rồi đuổi theo hướng cái bóng vừa chạy. Tuy nhiên khi chú chạy đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng của ai nữa. Trước mặt chú là một bụi tre gai rậm rạp. Cho dù là con gà cũng khó mà chui lọt vào trong này được, nói chi là con người. Chú Thanh lẩm bẩm: "Quái thật, chạy đi đâu mà nhanh thế không biết." Soi đèn xung quanh không thấy nên chú định quay lại, thì con chó dưới chân nãy giờ không sủa tự nhiên đuôi nó cụp lại giống như đang sợ thứ gì đó. Cô Hiền thấy chú trở vào liền hỏi: "Có gì ngoài đó không anh mà đi lâu thế?" Chú lắc đầu: "À, không có gì đâu em, thôi đi ngủ đi." Gần sáng hôm đó, bầy vịt nhà chú Thanh lại kêu lên ầm ĩ. Chú Thanh đang ngủ thì bị cô Hiền gọi dậy: Anh, vịt ngoài ao nó kêu quá kìa, hay là có trộm?" Chú Thanh lắng tai nghe, tiếng vịt kêu rất to. Chú ngồi bật dậy nói: "Con Kiki sao nó không sủa nhỉ? Nếu có người vào thì nó sủa ngay mà. Để anh ra xem sao." Cô vợ thấy không yên tâm nên cũng ngồi dậy đi theo chồng. Hai vợ chồng vừa ra đến chỗ cửa căn bếp thì nhìn thấy con Kiki nằm ở đấy. Khắp người nó bê bết máu, bụng có một đường rạch lớn, nội tạng lòi hết cả ra bên ngoài. Cô Hiền thấy thế thì úp mặt vào lưng chồng rồi kêu lên: "Ui dồi ôi, anh ơi, con Kiki nó làm sao thế này? Ôi trời ơi!" Chú Thanh cúi xuống lật xác con chó lên. Phía dưới bụng của nó bị xé toạc ra, tịt bị xách nham nhở, không phải là dùng dao. Nó giống như một vết móng cào. Chú lẩm bẩm: "Em xem này, hình như con gì nó cào chết đấy em. Bụng nó còn vết cào đây này. Con gì mà lại cào được như con chó to thế này nhỉ? Hay là nó chạy ra ngoài đường ai tông nó? Tông cho loài ruột thế này, người ta còn chết tại chỗ nói gì chó." Tiếng bầy vịt không còn kêu nữa. Chú Thanh cầm lấy xác con chó rồi nói: "Thôi đi ra ao xem bầy vịt nó thế nào. Cái xác này bỏ ngoài ao, sáng mai dậy thì anh đào cái lỗ chôn cho nó." Hai vợ chồng đi lại chỗ cái mái che cho vịt. Bên trong đám vịt 20 con, chỉ còn vài con là còn sống. Mấy con khác đều chết nằm trên đất, máu nhuộm đỏ cả người. Chú Thanh tức quá nhảy vào trong nhặt vịt lên rồi nói: "Ôi trời ơi, con nào cũng bị xé toạc cổ thế này, bảo sao không chết. Trời đất, cái thứ quỷ gì mà ác thế này." Cô Hiền cũng vào đến nơi, nhìn thấy 20 con vịt mà bây giờ chết cũng gần hết. Hai vợ chồng chú xót xa vô cùng. Chú Thanh nhặt mấy con chết lên lại một góc, đợi sáng dậy rồi tính tiếp. Hai vợ chồng chú quay vào nhà mà trong lòng buồn bực không thôi. Vừa tờ mờ sáng, chú Thanh đã dậy. Chú cầm theo cái cuốc ra ngoài ao định đào cái hố để chôn con chó chết. Nhưng ra đến nơi
chỗ lúc tối mà chú để cái xác thì chẳng thấy xác con chó đâu. Trên đất cũng không có một dấu vết gì để lại. Chú quay qua quay lại nhìn xem có con gì tha hay không, tìm mãi không thấy. Chú đi đến chỗ mấy con vịt chết, càng làm cho chú kinh ngạc hơn. Đám vịt mới chết cách đây mấy tiếng mà người đã bốc mùi thối kinh khủng, rồi bọ bâu kín rồi. Chẳng khác gì chúng chết mấy ngày nay. Không còn cách nào khác, chú Thanh cắn răng đào cái hố to gần đó, rồi gạt mấy cái xác con vịt xuống, sau đó lấp lại. Vừa vào trong sân thì thấy cô Hiền, cô mới hỏi chú: anh đã chôn hết chưa? Để sót bữa sau là thối lắm đấy. Chú Thanh thở dài đáp: rồi, anh chôn hết mấy con vịt rồi, chỉ có xác con chó là không thấy đâu. Chẳng biết con gì nó than đi rồi. Mà kể cũng lạ, mấy con vịt chết thì không thối, bây giờ thối inh lên giống chết 2-3 ngày rồi. Hôm nay chú Thanh mua chục cân cá về thả trong hồ, nhìn thấy mấy con vịt mà đau lòng không thôi. Tối hôm đấy mãi khuya rồi mà chú Thanh chưa ngủ được. Sự việc vịt chết, chó chết nó cứ lẩn quẩn trong đầu chú mãi không phai. Đột nhiên chú nghe thấy tiếng đá rơi vào trong sân, như có ai đó ném vào vậy. Ngồi một lúc mà nghe 5-6 tiếng như vậy. Chú nhìn lại giường cô Hiền thì đã ngủ rồi, nên chú không đánh thức cô nữa. Chú cầm cái đèn pin đi lại chỗ cửa, ghé mắt nhìn ra bên ngoài qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Trong sân vẫn vang lên tiếng ném đá đều đều. Chú Thanh mở cửa rồi đi ra ngoài, cầm lấy cái đèn pin xoay một vòng. Rồi chú thấy có một cái bóng vụt qua sân, chạy ra ngoài bờ ao. Tiến sư mày, đứa chó nào mà dám phá nhà ông thế à? Hôm nay để xem mày chạy đằng nào. Ông bắt được mày, ông đánh cho mày gãy tay. Nói rồi chú cầm cái gậy dựng trước cửa nhà, chạy nhanh ra bờ ao. Khi chú vừa ra đến nơi thì thấy một đứa bé đang cúi mặt nhìn xuống hồ cách chuồng vịt một đoạn. Nó ngồi quay lưng về phía chú. Chú Thanh chạy đến đứng cách nó một đoạn, đưa cái gậy lên chỉ về phía thằng bé rồi quát: mày là con cái nhà ai thế à? Vào nhà này, vào nhà tao phá à? Quay mặt lại đây, xem thế nào. Thằng ranh con nhà ai mà phá làng phá xóm thế không biết. Đứa bé kia không nói gì, rồi cổ nó cử động lúc lắc. Sau đó nó chợt quay ngoắt cái cổ lại, giống như vặn một vòng tròn, kèm theo một tiếng nói âm u lạnh lẽo vang lên bên tai chú Thanh: người cút khỏi nơi này là mày mới đúng. Chú Thanh nhìn thấy nó quay cái cổ lại thì sợ hết cả hồn, cây gậy trên tay rơi xuống đất cái cụp. Cùng lúc đó cái đèn pin chợt tắt đi, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Chú lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào chiếc đèn pin. Khi ánh đèn vừa sáng lên thì chú đã thấy thằng bé kia đứng trước mặt chú chỉ còn cách vài bước chân. Khuôn mặt của nó đen nhẻm dơ dáy, quần áo thì rách nát, đặc biệt là đôi mắt của nó đỏ ửng như hai cục lửa. Lúc này chú Thanh chẳng còn can đảm nữa, chú hét lên: quỷ, quỷ, có quỷ. Toàn quay người chạy đi thì chân chú vấp phải một thứ gì đó, ngã úp mặt xuống đất. Chú lồm cồm bò dậy thì đứa bé kia đã cưỡi lên lưng chú rồi. Nó túm lấy hai cánh tay của chú, dập mạnh ra sau một cái, nghe cái rắc. Chú Thanh đau quá định hét lên thì một cục đất tọng thẳng vào trong miệng. Đứa bé ghé sát bộ mặt khủng khiếp của nó vào tai chú rồi nói: ở lại chơi với tao. Chú Thanh cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Rồi chân chú bị thằng bé kia kéo lôi đi xền xịt trên bờ ao. Nó ném mạnh chú xuống ao, nghe cái tõm. Chú Thanh vùng vẫy định trồi lên thì phía sau đứa bé xuất hiện từ khi nào. Rồi nó nắm đầu của chú nhấn xuống nước, mặc cho chú Thanh vùng vẫy hai chân nhưng không tài nào có thể thoát ra khỏi đôi bàn tay nhỏ bé đó. Chú dần đuối sức, bụng đã uống nước khá là nhiều. Sau cùng chú không còn chống cự được nữa, ý thức dần dần biến mất đi, đầu chú chìm dần xuống nước. Sau lúc đó thì đứa bé cũng biến mất, chỉ để lại một giọng cười vô cùng man rợ vang lên trong đêm. Gần sáng cô Hiền tỉnh dậy, nhìn ra bên cạnh thì không thấy chồng đâu cả. Anh Thanh ơi! Gọi liền hai tiếng không thấy chồng trả lời. Cô đi vào phòng hai đứa con xem chú có trong đó hay không, nhưng bên trong cũng trống trơn. Lại cửa chính thì thấy một bên đã mở toang. Cô Hiền ra ngoài sân khẽ gọi tiếp: anh Thanh ơi, anh đi đâu rồi mà không về ngủ? Gọi như thế mà không có tiếng hồi đáp. Cô sợ có chuyện gì nên đi vào nhà lấy thêm một cây đèn pin nữa,
rồi ra ngoài soi khắp vườn. Chẳng thấy tăm tích chú Thanh đâu. Cô Hiền càng lo lắng hơn, vừa đi vừa gọi tên chú. Chợt ở trên cây nhãn cuối vườn có tiếng con gì đó kêu ré lên, khiến cho cô Hiền giật mình, làm rơi cả cái đèn pin xuống dưới đất. Sau khi làm rơi cái đèn xuống đất, cô Hiền sợ quá nhặt lại nó rồi chạy nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. Trong lòng cô lo lắng cho chú Thanh, nhưng gọi mãi không thấy, chắc chú đi đâu rồi. Trời thì cũng gần sáng. Cô ngồi trên giường, mắt nhìn chòng chọc ra cửa. Lỡ mai chú Thanh về. Nhưng khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, trời dần sáng, cũng không thấy tăm tích chú Thanh đâu cả. Cô Hiền bật dậy mở toang cửa ra. Cô chạy qua nhà mấy người họ hàng để tìm xem chú có qua đó hay không. Nhưng tìm hết một lượt rồi, chẳng thấy chồng đâu. Cô đành quay về nhà. Lúc này mấy người anh em cũng đi qua đi tìm chú Thanh. Làng này cũng chẳng đông cho lắm, chỉ tầm 40 hộ dân là cùng. Đất ở quê thì rộng thênh thang, nhà này cách nhà kia bằng mảnh vườn to tướng, hoặc bằng những cái ao nuôi cá. Em trai chú Thanh là Thức đi vào nhà hỏi cô Hiền: "Thế chị tìm anh kỹ khắp vườn hay chưa?" "Trong nhà này chị tìm kỹ lắm rồi, ngoài vườn cũng đi một vòng rồi chú, chẳng thấy tăm tích anh ấy đâu." Họ hàng kéo đến rất đông, mọi người cũng chia nhau tìm một vòng quanh khu vườn rộng lớn nhà cô. Đột nhiên có người hét lớn: "Ngoài này có chiếc dép này anh chị em ơi." Chẳng biết tiếng của ai vang lên, những người trong nhà chạy ùa ra. Người vừa nói là em họ của cô Hiền. Chú ấy đang đứng bên bờ ao nhìn xuống dưới. Đợi mọi người chạy đến, chú chỉ tay xuống dưới ao: "Kìa kìa, có cái dép kia kìa, chị xem có phải là dép anh Thanh hay không?" "Đúng rồi, đúng là dép của anh Thanh rồi." Cô Hiền vừa xác nhận xong thì có 4-5 người đàn ông lao mình từ trên bờ xuống dưới ao. Họ ngụp lặn một vòng dưới ao. Hàng xóm nghe tin cũng chạy đến xem rất đông. Liên tiếp có người nhảy từ trên bờ xuống hỗ trợ. Hơn 10 người ở dưới ao. Một lúc sau có tiếng người kêu lên: "Tìm thấy rồi." Họ xuống lại chỗ người vừa hét. Một lúc sau thì kéo được xác chú Thanh nổi lên. Cô Hiền đứng trên bờ thì hét lên rồi ngất ngay tại chỗ. Mấy người hàng xóm vội đỡ cô dậy. Xác chú Thanh được đưa lên bờ. Người trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng ra, hai cánh tay thì lúc lắc qua lại. Có người tới cầm tử thì mới nói: "Hai tay gãy rồi. Mà tại sao cái ao cạn thế này mà có thể chết đuối ở dưới này được nhỉ?" Hàng xóm nghe tin thì tới rất đông. Người thì sắp xếp bàn ghế, người chạy đi thuê dạp áo tang, người thì thông báo cho người nhà cô Hiền và chú Thanh. Một lúc sau cô Hiền tỉnh lại. Xác chú Thanh đã được mọi người quấn trong một tấm vải màn màu trắng. Nhìn thấy xác chú Thanh, cô Hiền lại khóc lớn. Cô tính lao lại ôm lấy cái xác chồng thì có mấy người cản lại. Anh em họ hàng tổ chức lo hậu sự cho chú Thanh. Một chiếc quan tài được đưa đến đặt ở chính giữa nhà. Xác chú đặt ở ngay bên cạnh. Có ba vị sư già đang tụng kinh gần xác chú. Mùi nhang đèn cộng thêm tiếng khóc thê lương của người thân càng làm cho khung cảnh thêm đau thương. Vì chú Thanh chết đuối cho nên mọi người tổ chức khâm liệm nhanh để đưa xác chú vào quan tài, tránh cho ảnh hưởng tới sức khỏe của người đang sống. Tối hôm đấy, cô Hiền và hai đứa con trải chiếu ngồi gần ngay quan tài chú Thanh. Miệng cô không ngừng gọi tên chú. Hai đứa con còn non dại nên chưa biết loại đau thương này. Nửa đêm cô Hiền mệt quá mà gục xuống đất đi ngủ. Rồi chợt cô nhìn thấy chú Thanh về. Người chú ướt sũng nước, chân tay run lẩy bẩy đi dần về phía cô. Nhìn thấy chú Thanh, cô đã nói: Anh về với em à? Đây có phải là thật không anh? Anh chưa chết phải không anh?" Chú Thanh không nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cô. Cái cổ cứ lúc lắc như muốn nói điều gì đó, nhưng mãi chú không nói được. Rồi đột nhiên, phía sau chú xuất hiện một đứa con nít đang cưỡi trên lưng chú. Nó nhìn về phía cô Hiền rồi cười lên man rợ. Sau đó cả hai bóng hình đó đều biến mất. "Anh Thanh, đừng bỏ con với em. Anh ơi, anh Thanh." Cô giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh là người anh trai của chú Thanh là Tú và mẹ ruột của cô đang vỗ vào vai cô. "Kìa thím Hiền, thím làm sao thế? Mơ thấy ác mộng hay sao mà hét ghê vậy?" Cô Hiền ngạt đi nước mắt rồi nói: Em mơ thấy anh Thanh về anh ạ. Bên cạnh anh ấy còn có đứa bé nào ấy, nhìn mặt nó gian ác lắm, nó cứ cưỡi lên đầu anh Thanh ấy." Người anh nghe em dâu nói như vậy thì cũng khá là kinh ngạc. Hay là để ngày mai anh lên trên huyện mời ông thầy Phước về đây xem thế nào, chứ tự nhiên chú nó chết bất đắc kỳ tử thế này
anh cũng lo lắm. Mà tím xem giờ chôn cất cho chú chưa? Em xem rồi, ngày mai tầm 11:30. Còn việc nhờ thầy thì theo ý em là cứ để chôn cất cho anh xong xuôi đã, mồ yên mả đẹp đã, rồi muốn làm gì thì làm, chứ cứ để anh ấy như thế này em đau lòng quá. Sáng ngày hôm sau, đúng 9 giờ, sư thầy đọc kinh cầu siêu thêm một lần nữa để chuẩn bị di quan, thì bất chợt di ảnh của chú Thanh rơi xuống đất, kính vỡ tan tành thành nhiều mảnh, bát hương thì cháy lên dữ dội, mà cháy rất lạ, cháy từ dưới chân nhang cháy lên. Một vị sư thầy già nhất nói: "Tôi nghĩ bây giờ đây đưa anh ấy đi luôn đi, chứ để lâu là có chuyện đấy, không nên để qua 12 giờ đâu." Người làng đến để đưa đám tang rất đông. Sau sự cố dây ảnh và cháy bát hương thì không còn sự cố gì thêm nữa. Chiếc quan tài đã khá nặng nên có 8 người thanh niên xuống mà nhấc quan tài lên. Ấy thế mà chuyện lạ lại xảy ra trước mắt mọi người. Chiếc quan tài dưới sức khiêng của 8 người thanh niên mà không xê dịch đi một chút nào, giống như nó bám rễ ở đây luôn vậy. 8 người cố gắng hợp sức lại thêm một lần nữa, nhưng mọi cố gắng đều không được. Vị sư thầy lúc này đi đến quan tài, vỗ vào quan tài 3 cái, miệng đọc kinh rồi mới nói: "Nếu anh có di nguyện gì chưa hoàn thành thì về báo mộng cho vợ con anh. Đừng có làm như thế này mà vợ con anh họ sợ." Nói rồi sư thầy bỏ tay ra, miệng đọc kinh lẩm nhẩm. Cô Hiền từ nãy giờ cứ khóc mãi: "Anh ơi, anh sống khôn tác thiêng, anh có di nguyện gì thì nói ra để em làm." 8 người thanh niên lại tiếp tục cúi người xuống để khiêng quan tài. Lần này họ dễ dàng nhấc được quan tài lên. Đoàn người rồng rắn để đi ra ngoài bãi tha ma. Nhưng khi họ vừa đưa quan tài ra được đến cổng thì chiếc quan tài lại nặng như có hàng trăm ký đặt lên vậy. 8 người thanh niên gồng mình đỡ lấy quan tài, tránh cho việc đặt quan tài xuống dưới đất. Người ta quan niệm rằng nếu như đang khiêng quan tài mà đặt xuống dưới đất thì linh hồn của người đã chết sẽ không bao giờ được siêu thoát, cả đời cứ quẩn quanh bên người thương của mình. Cô Hiền nhanh chóng chạy đến đưa tay vỗ lên quan tài mấy cái rồi khẽ nói: anh thương mẹ con em thì đừng làm cho mẹ con em sợ." Chiếc quan tài lại nhẹ bẫng đi. Đoàn người bắt đầu đi theo con đường mòn dẫn ra ngoài bãi tha ma. Trời đang nắng, chợt thấy mây đen kéo về che kín khắp không gian. Đi được nửa đường thì trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, gió mạnh thốc lên từng cơn. Mấy người khiêng quan tài cứ đi siêu vẹo hết bên này đến bên khác. Rồi người đi đầu tiên bị vấp té, chân trượt dài về phía trước. 7 người còn lại cũng có quan tính nên lao theo. Người ta chỉ nghe đánh cái rầm một tiếng, chiếc quan tài rơi mạnh trên nền đất bùn nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhiều người đi đưa tang thì bắt đầu bàn tán xôn xao: "Có điểm rồi, chết bất đắc kỳ tử thế này cơ mà, nghe nói ghê lắm, nhiều oan nghiệp lắm đây." Những người đàn ông thì xúm lại đỡ quan tài lên vai họ, hành trình được tiếp tục. Trời vẫn đổ mưa nặng hạt. Khi đoàn người đến được bãi tha ma thì nơi này đã ngập nước tới mắt cá chân rồi. Các việc mộ vừa đào lúc sáng bây giờ có nhảy xuống bơi được luôn. 3 vị sư thầy ngồi xuống làm lễ lần cuối cho chú Thanh. Sau khi thấy nhà sư đứng dậy, những người khiêng quan tài liền lòn dây xuống dưới đáy, sau đó hô lên: 1, 2, 3, lên!" Chiếc quan tài được nhấc khỏi ghế kê. Họ thả từ từ dây thừng đỡ chiếc quan tài xuống. Từng người hàng xóm nhặt từng nắm đất nhỏ ném xuống tiễn đưa chú Thanh về nơi cực lạc. Cô Hiền nằm lê lết gần đó. May có mấy người hàng xóm giữ chặt cô, chứ không là cô cũng lao xuống dưới mộ. Huyệt rồi. Trên trời mưa đã nhẹ hạt hơn, sấm chớp đánh đi đùng. Người dân trong làng bắt đầu ra về hết. Nhà ai thì biết nhà đó. Ở lại đây chỉ còn cô Thanh và mấy người anh em mà thôi. Sau đám tang của chú Thanh, cô Hiền ốm nằm liệt giường đã 3 hôm nay. Người cô lúc nóng lúc lạnh, chẳng thiết ăn uống gì. Mẹ cô Hiền qua thăm cô thì vừa chăm luôn 2 đứa cháu. Mấy hôm nay đêm nào cô cũng mơ thấy chú Thanh về. Người chú ướt sũng nước nhưng chẳng nói được lời nào. Chú cứ nhìn cô Hiền. Cô Hiền nói rất là nhiều, chủ yếu là vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Chú Thanh lại biến mất. Cô Hiền tỉnh dậy thì phát hiện đó chỉ là mơ. 2 hàng nước mắt lại tuôn ra. Hôm nay là 7 ngày chú Thanh mất. Cô Hiền và người thân làm mâm cơm cúng cho chú. Nhưng trong quá trình thắp hương, bát hương lại cháy bùng lên dữ dội. Tấm rèm của chú ngã úp mặt xuống. Cô Hiền đi đến dựng lên thì hét lên thất thanh, ném tấm ảnh rơi xuống đất vỡ kính tan tành.
Khi nãy cô vừa giở tấm ảnh lên thì thấy hai hốc mắt của chú Thanh chảy ra hai dòng lệ đỏ. Vì thế nên cô giật mình đánh rơi nó xuống đất. Mấy người họ hàng vội chạy lại kéo cô ra. Họ nhặt tấm di ảnh lên. Kính đã vỡ, chỉ còn mỗi cái khung mà thôi. Người cháu nhặt tấm mình lên cũng thét lên đầy kinh hãi khi thấy hai hàng lệ trên mắt chú Thanh trong ảnh. Em ơi, Thanh ơi, có oan khuất gì thì về báo mộng cho anh chị, rồi em dâu được biết. Em đừng có làm như vậy mà mọi người sợ hãi thêm. Em ơi là em súng khôn tác thiêng thì về báo mộng cho mọi người với. Buổi thắp hương diễn ra trong không khí u sầu buồn tẻ. Tối đến, họ hàng về hết. Chỉ còn cô Hạnh và hai đứa con cùng mẹ cô. Hai đứa con cũng đã ngủ. Cô quay qua bà ngoại thì cũng đã thấy thở đều đều. Cô Hiền không thể nào chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt thì cô lại thấy ánh mắt của chú Thanh nhìn mình mà không nói nên lời. Bỗng bên tai cô có tiếng ai gọi vọng vào. Hiền, Hiền ơi, mở cửa cho anh đi. Anh Thanh đây, em mở cửa cho anh vào nhà. Anh đứng ngoài này lạnh lắm. Cô Hiền lắng tai nghe thì đúng là giọng của chú Thanh đang gọi mình. Cô lồm cồm ngồi dậy định xỏ dép vào, chạy ra cửa, thì chợt có một bàn tay nắm chặt cô lôi lại. Cô nhìn sang thì đó là bà Hoa, mẹ của cô. Bà Hoa ra dấu suỵt cho cô im lặng, rồi mới khẽ nói vào tai cô. Con đừng có mà ra mở cửa vội, nhìn xem bên ngoài có ai không đã. Mẹ sợ đó không phải là thằng Thanh đâu. Mấy hôm trước mẹ có xem thầy rồi mà chưa kịp nói cho con chuyện này. Thằng Thanh ấy, nó bị ma quỷ hại chết đấy, chứ không phải là tự nhiên nó chết đâu con. Cô Hiền nghe bà Hoa nói vậy thì ngỡ ngàng. Cô nửa tin nửa thật. Bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng gọi của chồng. Cô ngồi dậy đi ra khỏi giường. Bà Hoa cũng ngồi dậy theo con gái. Hai mẹ con lầm mò đi đến chỗ cửa lớn. Cô Hiền nhìn hé ra bên ngoài bằng cái lỗ nhỏ trên cửa. Cô nhìn thấy ngoài sân có một bóng hình mờ mờ cứ đi qua đi lại. Mỗi lần đi qua nó lại gọi tên cô Hiền. Hiền ơi, mở cửa cho anh. Anh lạnh lắm Hiền ơi. Cô Hiền trong nhà lúc này thì tay chân rụng rời, lấy tay bịt miệng để không phải thốt ra tiếng gì. Bà Hoa thấy thế thì kéo cô vào trong, rồi bà hé mắt ra nhìn. Vừa đưa mắt nhìn vào cái lỗ thì một đôi mắt đỏ lòm từ bên ngoài cũng nhìn vào bà Hoa, làm bà giật mình ngã lăn quay ra đất. Bên ngoài có tiếng cười lên ré ré man rợ. Thấy rồi nha. Tiếng hét đó chợt biến mất. Mẹ con cô Hiền ôm nhau ngồi sát cánh cửa. Cả hai người run cầm cập không thôi. Lúc này bên ngoài có tiếng chân cùng tiếng kéo lê thứ gì đó trên đất. Tiếng chú Thanh lại vang lên. Hiền ơi, mở cửa cho anh với. Hiền ơi, anh lạnh lắm. Anh ở dưới này lạnh lắm Hiền ơi. Lần này trực giác bách bảo đó là tiếng của chú Thanh. Cô Hiền đứng bật dậy, khẽ mắt nhìn ra phía ngoài. Lần này cô nhìn thấy chú Thanh thật. Chân của chú có một sợi xích rất to, đang kéo lê từng bước khó nhọc trên sàn. Đi về sau là một đứa bé, tay nó cầm cái cây cứ quất liên tiếp vào lưng chú. Miệng chú Thanh không ngừng gọi tên cô. Cô Hiền lúc này lại khóc nấc lên. Tay đưa lên định mở chốt cửa thì bà Hoa ngăn lại. Con đừng có mà làm dại. Con bây giờ mà ra ngoài nó bắt hồn con đi đấy. Con không nghe người ta nói à? Ma chết đuối thì phải tìm được người khác chết thay thì mới được đi đầu thai hay sao? Con nhìn cái đứa bé phía sau nó kia kìa, chắc chắn đây là một vong ác đấy. Con nghe lời mẹ, cứ kệ nó đi. Ngày mai hay ngày kia mẹ con mình đi tìm thầy về giải quyết. Con đừng có làm dại. Có chuyện gì thì hai đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ đấy. Cô Hiền nghe theo lời bà Hoa. Hai mẹ con đi lên giường nằm. Cả hai người không tài nào chợp mắt được. Phía bên ngoài tiếng xích sắt kéo lê trên đất vẫn vang lên. Rồi tiếng đau đớn của chú Thanh lại vang lên nữa. Có lẽ chú bị đánh đau lắm. Cô Hiền đau lòng không thôi. Nhưng cô nghĩ tới hai đứa con thơ, liền ngập bỏ hết những thứ âm thanh đấy ra khỏi tai. Đêm đó trôi qua một cách khó khăn đối với hai mẹ con cô Hiền. Cả hai người cứ hễ chợp mắt được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng gọi. Nó giống như thâm nhập vào sâu tận trong tâm trí vậy. Cô Hiền nhiều khi không chịu được toan mở cửa. Nhưng mà may mắn có bà Hoa vẫn còn đủ lý trí để ngăn cô làm chuyện đó. Ngày hôm sau, bà Hoa có việc về nhà tối chưa lên kịp. Cô Hiền vì sợ quá nên rủ một đứa cháu bên họ nhà chú Thanh qua ngủ với mấy mẹ con. Nhưng mà đứa cháu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Nó vừa nằm chung với anh em thằng Thái
thì liền ngáy o o. Bên ngoài này chỉ có mình cô Hiền nằm. Hôm nay cô đã chốt cửa rất chắc chắn, trước cửa còn dắt theo con dao to ở đấy nữa. Sáng nay dậy, hai mẹ con cô thấy trên sàn thì loang lổ những vệt nước màu đen khô đặc, vừa giống máu nhưng nhìn kỹ thì không phải là máu. Cô Hiền nằm trên giường, hai mắt cứ mở thao láo, nằm mãi mà không ngủ được. Cô cứ cựa qua cựa lại, bất giác nhìn lại đồng hồ thì đã là nửa đêm. Bên ngoài gió mạnh thổi tốc vào, xô cánh cửa kêu cọt kẹt, càng làm cho tâm trạng cô thêm lo lắng. Rồi cô lại nghe thấy tiếng gọi lúc tối. Hiền ơi, Hiền, mở cửa cho anh đi, anh lạnh lắm. Cô Hiền người cứ run lên bần bật. Cô cố gắng gạt bỏ tiếng gọi đó ra khỏi đầu của mình, nhưng mà một lúc sau cô không còn tỉnh táo được nữa. Ánh mắt cô cứ dại đi như người mộng du. Cô ngồi dậy, đi ra khỏi giường từng bước đến chỗ cái cửa. Toàn đưa tay lên mở cái chốt thì đứa cháu cô từ bên trong chạy ra túm lấy tay kéo cô thụt lùi vào bên trong. Nó vội vỗ mạnh mấy cái lên mặt cô Hạnh. Thím, thím, thím tỉnh lại đi. Thím làm cái gì vậy hả? Sao lại mở cửa? Thím không nhớ bà Hoa dặn gì sao? Bây giờ cô Hiền mới tỉnh táo lại. Mồ hôi lăn ở hai bên thái dương xuống. Cô ngồi phệt xuống giường rồi nói. Thím vừa làm gì đấy? May quá có cháu, không thì cô mở cửa mất rồi. Chẳng hiểu sao lúc nãy tự nhiên cô lại như vậy. Hai thím cháu vừa nói thì bên ngoài có tiếng xích sắt kéo lê như tối qua. Tiếng gọi thê lương của chú Thanh lại vang lên, kèm theo tiếng cười man rợ của đứa bé đó. Hai thím cháu sợ quá nhảy lên giường co ro một góc. Một lúc sau trước cửa nhà vang lên liên tiếp tiếng gõ cửa, kèm theo là tiếng gọi. Hiền, Hiền ơi mở cửa cho anh đi, mở cửa cho anh lạnh lắm Hiền ơi. Thằng cháu nghe thấy thế thì càng lúc càng sợ. Sau cùng nó chạy vào trong phòng. Một lúc sau thì nó đi ra, tay xách theo cái bô. Rồi nó tạt nước từ trong cái bô ra theo đường hở phía dưới cánh cửa. Sau khi nó tạt xong thì có tiếng kêu ré lên rồi biến mất. Từ đó đến sáng chẳng còn tiếng gọi nào nữa. Sáng ngày hôm sau, bà Hoa qua. Cô Hiền gửi hai đứa con cho họ hàng rồi chở bà Hoa lên trên huyện tìm thầy. Hai mẹ con vòng vèo cả buổi thì mới tìm thấy địa chỉ của nhà ông thầy Toản. Nghe người ta đồn thầy Toản rất giỏi chuyện bắt ma bắt quỷ. Đứng trước căn nhà cấp 4 lụp sụp, xung quanh cái cổng được bao bọc bởi dàn cây leo rất đẹp, bà Hoa đứng ngoài cổng gọi vọng vào bên trong. Xin hỏi thầy Toản có nhà không ạ? Thầy Toản ơi. Gọi một lúc thì có một cô bé ra mở cửa. Thấy bà Hoa và cô Hiền thì cô bé chào rất lễ phép. Dạ, bác với cô vào nhà, thầy đang ngồi trước điện ạ. Cô Hiền và bà Hoa dẫn xe vào. Trong chiếc sân nhỏ cũng đã có vài chiếc xe của người đến trước. Bên trong điện thờ, một ông thầy cỡ 60 tuổi đang ngồi trước mặt một người nói điều gì đó. Thấy mẹ con cô Hiền thì ông người gật đầu một cái. Sau khi người ngồi trước mặt thầy Toản rời đi thì ông ấy chỉ tay vào cô Hiền rồi nói: Chị, lại đây ngồi chỗ tôi. Nhà chị vừa có tang sự có phải không? Cô Hiền đi đến trước mặt thầy, ngồi xuống cái bồ đoàn tròn. Nghe thầy hỏi, cô gật đầu nói: Dạ thưa thầy, chồng con mới mất được chục hôm ạ. Hôm nay mẹ con qua đây là muốn nhờ thầy giúp con một chuyện. Ông thầy chặn lời cô Hiền mà nói: Có phải là nhà cô đang bị vong người chồng về quấy phá có phải không? Cô Hiền ngật đầu vâng dạ. Ông thầy lại nói tiếp: Chồng chị chết vào giờ phạm, tức là giờ xấu. Chết do có một vong khác kéo xuống. Vong này là vong ác. Nó chết trẻ cho nên rất oán hận người khác. Mọi chuyện thế nào nữa thì tôi cần phải đến nhà anh chị để kiểm chứng thì mới biết được. Sau khi thầy dặn dò hai mẹ con cẩn thận thì hai người ra về. Vì hôm nay thầy còn đi xem cho nơi khác nên chưa thể về nhà cô được. Ông ấy cho cô một lá bùa dán vào ngay trước cửa nhà chính. Chỉ cần qua được đêm nay thì ngày mai thầy sẽ giải quyết hết. Hai mẹ con cô ra về. Chiều đấy cô Hiền dán lá bùa bên ngoài cánh cửa chính. Nhưng cô không ngờ rằng con bé Hiền khi chiều nó chưa trốn tìm với anh nó. Trong lúc vô tình nhìn thấy lá bùa lạ cho nên nó đưa tay xé phăng đi rồi ném ở đâu mất tiêu đi mất. Đến khuya muộn thì cô Hiền đang ngủ say bỗng bị tiếng gọi làm nó thức giấc. Nhìn qua bên cạnh bà Hoa thì thấy bà vẫn đang ngủ ngon lành. Cô đi lại chỗ cái cửa nhìn ra bên ngoài.
phía trước sân là cái đứa bé đó. Nó đang từng bước nặng nề trên sân, vừa đi vừa giả giọng của chú Thanh gọi tên cô Hiền. Rồi đột nhiên nó ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào cái chỗ cái lỗ mà cô Hiền đang nhìn ra. Miệng nó lẩm bẩm: "Bắt được Hiền rồi nha." Nó chỉ nói được như thế thì đôi mắt của cô Hiền bỗng dại đi. Hai tay cô bất giác đưa tay lên gỡ cái chốt cửa ra. Rồi sau đó cô bước ra bên ngoài. Vừa bước ra thì đứa bé kia đã tiến sát lại, nắm lấy tay cô Hiền rồi nói: "Đi, ra ao chơi đi, vui lắm, đi ra ao chơi." Cô Hiền cứ thế vô hồn đi theo đứa bé ra ngoài ao. Vừa ra đến ao thì đứa bé nói khẽ: "Xuống ao đi, xuống dưới ao chơi với tao đi Hiền ơi." Cô Hiền bước từng bước xuống ao. Tiếng cô lội bì bõm xuống ao nghe rợn tai vô cùng. Đến khi người cô chìm hẳn xuống nước thì tiếng cười ghê rợn của đứa bé vang lên: "Lại có bạn chơi rồi, lại có bạn chơi rồi, vui quá." Cùng lúc đó, bên trong căn nhà cô Hiền, bà Hoa đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy bởi tiếng của ai đó gọi bên tai: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, dậy cứu vợ con, cứu vợ con." Lúc đầu bà Hoa còn sợ hãi không thôi, đến sau bà mới hốt hoảng khi không thấy cô Hiền đâu. Cánh cửa nhà chính thì đang mở toang ra, bên ngoài hình như có bóng người đang lấp ló ngay cửa. Bà Hoa sợ quá hét lên: "Hiền, Hiền ơi, con đâu rồi Hiền ơi?" Gọi mãi không một tiếng đáp lại, lo lắng cho con gái có chuyện chẳng lành, bà chạy đi tìm cây đèn pin rồi lao ra ngoài sân hét lớn gọi tên con. Bà chạy quanh sân một vòng, vừa chạy vừa gọi. Gió lạnh thổi ùa vào làm cho bà rét run lên từng cơn, gạt bỏ nỗi sợ hãi và cơn lạnh ra khỏi đầu. Bây giờ bà chỉ cần tìm được con mà thôi. Chợt bà nhớ tới cái ao nên cầm đèn chạy ra ngay. Ra đến nơi, bà cầm đèn pin soi khắp ao. Ánh đèn pin khá yếu nên soi không được rõ, nhưng có một tiếng động nữa kêu khá to ở gần giữa ao vang lên. Bà Hoa vội đưa ánh đèn tới. Vừa hay bà thấy chỗ đó có thứ gì như đang chới với. Bà hét lên: "Ôi làng nước ơi, cứu con tôi với, bà con ơi cứu con tôi với, có ai không?" Tiếng bà Hoa hét lên rất to. Hàng xóm xung quanh bị đánh thức dậy, họ lật đật chạy qua. Ánh đèn pin soi loạn xạ trong đêm. Thấy người đầu tiên vừa qua đến nơi, bà Hoa đã chỉ ngay ra ao rồi hét lớn: "Cứu con Hiền, cứu con Hiền, nó bị chìm giữa ao kia kìa." Người kia không chần chừ nhảy xuống ao. Sau đó có thêm vài người, cả phụ nữ, cả đàn ông đến. Họ nhảy xuống ao để tìm cô Hiền. Người đến ngày một đông, ánh đèn pin soi sáng trưng mặt ao. Năm người đàn ông nhảy xuống ao ngục lặn. Chìm lúc sau thì người đầu tiên nhảy xuống đã kêu lên: "Đây rồi, tìm thấy rồi." Mấy người kia xúm lại phụ ông ấy nhấc cô Hiền ra khỏi mặt nước. Cô Hiền lúc này mặt mũi trắng bệch, chân tay buông thõng. Vừa đưa lên bờ thì bà Hoa khóc ầm lên. Một bác trong số đó cõng cô Hiền lên lưng, giúp ngược đầu cô xuống dưới đất, chạy qua chạy lại. Nước từ trong miệng cô chảy ra thành dòng. Một lúc sau, cô được đặt xuống dưới để hô hấp nhân tạo. Sự việc trôi qua thì khá lâu, nhưng từ khi bà Hoa kêu tới lúc vớt được cô lên chắc cũng chỉ tầm 2 phút thôi. Sau khi hô hấp nhân tạo được một lúc, cô Hiền đột nhiên ho lên sặc sụa. Đầu cô được mấy người để nghiêng qua một bên cho nước trào ra ngoài hết. Bà Hoa thấy con còn sống thì ôm lấy cô mà khóc nức nở. Cô Hiền không nói gì, chỉ nằm dưới đất mà ho. Sau cùng mấy người khiêng cô vào nhà, cho mấy bà thay đồ cho cô. Mấy người đàn ông cũng đã về nhà hết, chỉ còn vài phụ nữ ở lại xoa dầu nắm bóp tay chân cho cô Hiền. Một lúc sau thì cô tỉnh hẳn, có thể ngồi dậy và nói chuyện được. Cô và bà Hoa cảm ơn mấy người hàng xóm đã qua giúp đỡ. Sau cùng các bà cũng về hết. Trong nhà chỉ còn hai mẹ con cô. Lúc này bà Hoa ôm lấy cô rồi khóc nức nở: "Sao con lại dại dột như vậy hả con? Con tính bỏ mẹ với các cháu mà đi à? Rồi mẹ biết sống làm sao đây hả con? Con dại dột quá." Cô Hiền cũng khóc ôm lấy bà Hoa rồi nói: "Không, không phải đâu mẹ ơi, con không có ý định chết đâu. Chẳng biết vì lý do gì, lúc nãy con nghe thấy tiếng gọi thì mới đi đến chỗ cánh cửa. Con nhìn theo cái lỗ ra bên ngoài, chỉ nghe cái đứa bé đấy nó nói là bắt được rồi. Sau đó con như người mất hồn ấy, con không nhớ gì cả được nữa. Ôi, con sợ quá mẹ ơi." Hai mẹ con cứ thế ôm nhau ngồi trên giường. Cả đêm đó không ai dám ngủ. Bên ngoài không có một tiếng động nào, càng làm cho không gian thêm ghê rợn.
Sáng sớm, đợi mặt trời lên cao, cô Hiền mới dám mở cửa đi ra ngoài. Ngoài sân lại xuất hiện những vệt màu đen như hôm trước. Tầm 9 giờ thì ông thầy Toàn từ trên nhà thầy tìm về đến đây. Vừa vào đến sân, nhìn thấy cô Hiền thì ông thầy nói: "Tối qua cô xảy ra chuyện gì đúng không? Thế lá bùa tôi cho cô lúc sáng đâu rồi? Có phải cô không dán à?" Cô Hiền lúc này mới sực nhớ ra lá bùa. Lật cánh cửa ra thì lá bùa đã biến mất. Chỗ đó chỉ còn lại một chút góc giấy bị rách thôi. "Ôi thầy ơi, con có dám mà không biết bây giờ bị ai xé rồi. Đây này thầy, vẫn còn một góc giấy dính vào trong này đây này." Vừa lúc đó thằng Thái từ bên ngoài sân đi vào rồi nói: "Con thấy em Hạnh xé đó mẹ. Con không biết đó là cái gì. Em nó xé rồi ném vào trong buồng đó mẹ." Lúc này cô Hiền mới hiểu ra, khi tối vì mất lá bùa nên mới xảy ra chuyện như thế. Thầy Toàn nói: "Thôi không sao đâu. Số cô may mà vẫn được các cụ đỡ cho, chứ không thì tối qua chết rồi. Bây giờ thì dẫn tôi đi một vòng quanh nhà chị xem nào." Cô Hiền dẫn thầy đi, từ nhà ra vườn. Cô dẫn thầy ra chỗ cây ao, chỉ cặn kẽ nơi chú Thanh bị chết. Và cái nơi đó cũng chính là cái nơi tối qua cô lội xuống. Đi thêm một đoạn nữa thì thầy đột nhiên dừng lại trên bờ ao. Thầy ngồi xổm xuống lấy tay sờ sờ cái gì đó, sau rồi bốc một nhúng đất đưa lên mũi ngửi. Rồi thầy nói với cô: "Cô lấy cho tôi cái cuốc hay cái sẻng lại đây." Cô Hiền nhanh chóng làm theo. Thầy cầm cuốc rồi cuốc mấy nhát xuống đất. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng cuốc kêu choang một cái. Thầy Toàn ngồi xuống móc đất lên, sau đó móc ra một mảnh sứ màu đen. Tiếp tục móc thêm thì ra vài mảnh nữa. Ông thầy mới nói: "Cái này chị có biết là cái gì không?" Cô Hiền nhìn vào mấy mảnh sứ thì nhớ lại: "Dạ thưa thầy, cái hôm nhà con tổ chức vét lại cái ao này thì đứa cháu của chồng con đào được cái bình. Sau đó thì chồng con bảo chắc là cái bình này trước đây ai ném xuống, nên anh ấy ném nó lên trên này. Cũng không biết nó là cái gì." Ông thầy chép miệng lắc đầu nói: "Cái bình này ấy là nguyên nhân cái chết của chồng chị đấy. Tôi nghi ngờ cái bình này có thể chính là vật dùng để niêm phong một cái vong ác nào đó. Sau đó người ta chôn xuống sâu, không ngờ nhà chị lại đào được lên. Anh nhà chị vô tình làm cho nó vỡ, rồi nó giải thoát cho cái vong kia ra, cho nên mới rước họa vào thân như thế. Bây giờ chỉ cần bắt được cái vong kia, hoặc là giải hết oán khí trong người nó, thì may ra mới yên ổn mà sống tiếp được." Nói rồi ông thầy lại đào rộng ra, cuối cùng lôi ra một cục gỗ màu đen. Thầy dùng tay cạo hết đất ở trên đó rơi xuống, sau cùng lộ ra một chữ vạn vẫn còn mờ mờ trên đầu cái cục gỗ ấy. "Tôi đoán không sai mà. Cái nắp này còn có dấu ấn chữ vạn đây này. Chắc chắn ngày xưa có một vị cao nhân nào đó đã phong trấn vong ở đây. Tối nay tôi sẽ lập một cái đàn cầu siêu, cộng với cả gọi hồn anh nhà chị lên. Tôi muốn xem cái vong đó là thần thánh phương nào mà lại làm hại người ta vô tội như thế. Chị đi chuẩn bị đồ cho tôi đi." Thầy viết ra một loạt các thứ cần mua sắm cho buổi lễ. Cô Hiền đi chợ, để ông thầy ở nhà với bà Hoa. Ông cứ quanh quẩn trong sân không biết làm chuyện gì đó. Tối hôm đấy, thầy Toàn mặc bộ đồ màu vàng đứng ngoài sân. Trước mặt thầy là một bàn cúng khá thịnh soạn. Phía sau thầy có một cái vòng tròn màu đỏ khá là to, được thầy dùng chu sa để vẽ ra. Bà Hoa, cô Hiền với hai đứa con ngồi ở bên trong. Bên cạnh, thầy đã chuẩn bị một chai nước tiểu của đồng tử bỏ sẵn. Đúng 10 giờ khuya, gió lạnh bắt đầu thổi lên từng cơn. Thầy quay lại dặn mọi người: "Mọi người ngồi trong vòng tròn này tuyệt đối không được bước chân ra, cho dù có gặp bất cứ chuyện gì đi nữa. Nếu làm trái lời tôi thì hậu họa các người tự gánh lấy." Thầy vừa nói xong thì chẳng biết từ đâu vang lên tiếng cười của trẻ con: "Chơi vui quá, chơi vui quá." Thầy Toàn cầm tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của chú Thanh lên, rồi bắt đầu đọc chú. Hai ngọn nến trên bàn đang sáng đột nhiên vụt tắt đi. Từ ngoài vườn có tiếng xích sắt kéo lê trên đất, tạo ra những tiếng leng keng giận người. Chỉ một lúc sau thì bóng hình của chú Thanh dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai đứa con sợ quá ôm cứng lấy người cô Hiền. Lúc này chú Thanh đi vào đến giữa sân thì dừng lại. Hai chân hai tay và trên cổ của chú có quàng một sợi xích rất to. Khắp người đâu đâu cũng là vết máu. Bộ quần áo rách tả tơi, không còn chỗ nào lành lặn cả. Nhìn thấy thảm trạng của chồng, cô Hiền khóc nấc lên gọi tên chồng: "Anh ơi, sao anh khổ thế này? Anh chết rồi mà sao anh khổ như vậy hả anh ơi?"
Bà Hoa nhanh chóng bịt miệng cô Hiền lại. Thầy Toàn đứng phía trước dừng đọc chú, mắt nhìn thẳng vào chú Thanh rồi hỏi: Vong kia, tại sao chết rồi không đi đầu thai đi, còn vất vưởng trên trần gian làm đảo loạn cuộc sống của người dương thế để làm gì? Hà cớ gì anh lại muốn bắt vợ anh đi theo? Chú Thanh ú ớ trong miệng nhưng mãi không nói được tiếng nào. Ông thầy thấy thế liền bốc lấy một lá bùa nhỏ màu vàng ở trên bàn. Ông ném về phía trước thì lá bùa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Thầy Toàn hô lên: Khai khẩu! Chú Thanh ho lên mấy cái, miệng trào ra cả máu, rồi bắt đầu thưa: Dạ bẩm thầy, con chết oan ức lắm thầy ơi. Trong ao nhà con có một cái vong của đứa bé, nó ác lắm, rồi bẻ hết tay của con, dìm con chết đuối ở dưới ao. Chính nó cũng bắt con về để dẫn vợ con đi theo đấy thầy. Con đau lắm, nó tra tấn con đau lắm, xin thầy. Chú Thanh chưa nói hết câu thì trên cổ đã xuất hiện một đứa bé, khuôn mặt hiện lên vẻ ác độc. Nó đang lấy cái tay bóp chặt miệng chú Thanh lại, nhìn thẳng vào thầy Toàn rồi nói: Lão già, khôn hồn thì cút khỏi nơi đây, nơi này không có chuyện của ông đâu. Nó dám phá nhà của tôi thì tôi bắt nó làm tay sai cho tôi. Nói rồi nó nhảy xuống khỏi cổ chú Thanh. Trên tay nó không biết cầm cây roi gì mà đánh lên người chú, cái nào là rớm máu cái đấy. Thầy Toàn vội quát lên: Yêu ma to gan, trước mặt ta mà còn dám lộng hành, để xem hôm nay ta ở đây thì ngươi còn lộng hành được bao lâu. Nói rồi thầy niệm chú. Từ bên ngoài cổng đi vào 7 tên âm binh, chúng chính là tên tay sai đắc lực của thầy Toàn. Thầy niệm chú một hồi, 7 tên đó bắt đầu lao lên về phía đứa bé. Nó nhảy lùi lại về phía sau một chút, đưa cây roi ra trước mặt thủ thế. Khi đám âm binh kia xông đến, nó lấy roi quất mạnh vào người tên đi đầu. Chỉ nghe bụp một cái, tên âm binh đi đầu ngã lăn ra đất, thân hình mờ ảo dần. Thầy Toàn thấy vậy liền xé nhanh tờ giấy trước mặt thành 7 thanh kiếm rồi ném về phía trước. Chúng bốc cháy dữ dội rồi hóa thành tro. 7 tên âm binh trong tay chợt xuất hiện kiếm, chúng lại lao lên. Kiếm và roi chạm nhau, lần này chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Đứa bé kia bị 7 tên âm binh tấn công không có đường mà thở, cuối cùng bị một tên âm binh chém mạnh một cái ngay bụng, máu đen từ trong đó rỉ ra. Đứa bé văng ra xa một đoạn, nó khập khiễng đứng lên, chỉ tay vào thầy Toàn rồi quát: Ông chờ đó, ta sẽ quay lại. Nói xong nó chạy biến đi đâu mất. Thầy Toàn thấy vậy thì quát lớn: Đã đến đây rồi thì đừng hòng mà có ý định chạy thoát khỏi tay ta. Trận hiện! Xung quanh nhà hiện ra những tấm lưới li ti có màu vàng óng. Đứa bé vừa mới chạy ra đến ngoài bờ ao thì bị hất văng trở lại. Nó lăn một vòng trên đất rồi tiếp tục chạy trốn, nhưng chẳng lần nào chạy được. Cuối cùng thì lần này nó không chạy được nữa. Đứa bé nhìn thấy chú Thanh còn đứng cách đó không xa, định lao đến giết chết linh hồn của chú. Nhưng thầy Toàn dường như đoán được ý định của nó, nên khi nó vừa di chuyển thì 7 tên âm binh đã xuất hiện ngay bên cạnh chú Thanh. Nó thấy không làm được gì thì miệng há ra, bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó. Chú Thanh đang đứng im chợt động đậy, giống như nổi cơn điên vậy. Chú cứ muốn xông ra khỏi đám âm binh để chạy về phía đứa bé. Thầy Toàn nhảy qua cái bàn một cách gọn lẹ, đi đến trước mặt chú Thanh, dùng tay chạm vào người chú. Từng sợi xích trên người chú Thanh đột nhiên phát sáng rồi rơi xuống đất lả tả. Đứa bé thấy vậy thì liền hét lên: Ngươi truyền nhân của lão già Thanh. Thầy Toàn nghe nó nói thế liền ồ lên rồi mới hỏi lại: Ngươi cũng biết cha ta sao? Thế thì chắc ngươi là cái vong 40 năm trước cha ta kể đó sao? Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Nhưng mà cha ta thì rất nhân nhượng, còn ta thì không nhiều mấy đâu. Ngươi đã dám giết người thì cũng xác định là sẽ bị trừng phạt. Đứa bé thấy không thể thoát khỏi tay thầy Toàn, liền quỳ xuống, vứt cây roi qua một bên rồi van xin thầy: Con xin người hãy tha cho con một con đường đi đầu thai. Con biết lỗi của mình rồi, con xin người hãy tha cho con một con đường sống. Thầy Toàn tới nhặt lấy cây roi của nó lên xem xét một lúc rồi mới nói: Ồ, cây roi này làm từ xương đuôi cân cá đuối à? Hèn chi mà nhà ngươi có thể gây thương tổn đến âm binh của ta. Ngươi lấy cây roi này từ đâu? Đứa bé vẫn quỳ ở dưới đất rồi nói: Dạ, xin thầy tha cho con một con đường sống. Con xin phép kể lại chuyện này. Bốn mươi năm trước, làng Nam Đông khi đó rất là thưa dân. Trong làng chắc cũng chỉ có tầm 10 đến 15 hộ dân gì đó.
nhưng mà lại có một nhà khá giàu có trong làng, nhà địa chủ Tào. Hắn rất độc ác. Làng Nam Đông và mấy làng lân cận đều nằm dưới sự cai trị của địa chủ Tào. Những năm đó thiên tai lũ lụt triền miên, làng Nam Đông ngập tràn trong biển nước. Mãi một tuần sau thì nước mới rút đi. Cuộc sống của bà con ở đây đây đã khốn khó thì nay càng khốn khó hơn. Lũ lụt trôi qua được một tháng. Vào một buổi sáng mùa đông, trời rét như cắt da cắt thịt, mấy đứa con nhà địa chủ Tào đang chơi ngoài cổng làng thì chợt nghe ai nói: "Chú mày ơi, có cái gì ăn không? Cho tao xin miếng với, tao đói bụng quá." Mấy đứa con của bá hộ Tào được chiều từ bé nên sinh hư và ác độc vô cùng. Đám trẻ con trong làng nếu mà không ưa đứa nào thì liền trêu chọc, đánh đập chúng. Cha mẹ bọn trẻ thấy thì chẳng ai dám bắt đền lão Tào cả. Đứa bé đó chính là nó. Năm đó nó lên 10 tuổi, chẳng có cha mẹ, chẳng có nhà cửa. Chỉ biết lúc nhỏ có một người phụ nữ ăn mày cưu mang, sau đó vì đói mà bà ta chết đi, chỉ còn mình nó thôi. Từ ngày bà ta gọi nó với cái tên trìu mến là Sún, vì bộ răng của nó hàm trên chẳng hiểu vì gì mà thiếu mất 4 cái, chẳng mọc ra được. Kể từ khi mẹ nuôi nó mất đi, thằng Sún đi lang thang khắp nơi ăn xin. Đi đến đâu thì xin ăn đến đấy, rồi ngủ vạ ngủ vật ngay đầu đường, bụi cây chỗ đó. Một tháng trước, khắp nơi đều lũ lụt, hoàn cảnh người nông dân càng khốn khó. Thằng Sún đi xin mà chẳng được cái gì vào bụng. Trời thì lạnh buốt, mà trên người nó chỉ quấn mỗi tấm chăn rách nát, lộ ra lớp da tím tái thông qua mấy chỗ rách. Lúc này nó nhìn thấy mấy đứa con lão địa chủ ăn mặc sạch sẽ, nó nghĩ bọn này có đồ ăn nên đến xin. Mấy đứa con lão Tào đang đá quả bưởi ở trên đường, thấy thằng Sún xin ăn thì chúng nó trụm lại, không biết dỉ tay nhau điều gì. Đến khi chúng buông nhau ra thì có một đứa đá quả bưởi lăn tủm xuống cái ao bên cạnh đường. Một thằng đi đến trước mặt thằng Sún rồi nói: "Mày muốn có cái ăn ấy thì nhảy xuống dưới cái ao nhặt quả bưởi lên cho tụi tao cho bánh." Nói rồi nó chia cái bánh lá bỏ trong túi áo ra cho thằng Sún nhìn. Nuốt nước miếng ực một cái, thằng Sún cởi cái chăn ra bỏ trên bờ. Nhưng vừa chạm chân vào nước thì liền rụt lại. Trời rất lạnh. Nó quay đầu nhìn mấy đứa kia. Thằng có cái bánh cứ đưa qua đưa lại cái bánh trước mặt nó. Đói quá hóa liều, thằng Sún lấy đà rồi nhảy xuống ao. Nước ao lạnh ngắt khiến cơ thể nó vừa chạm trong nước thì lạnh hết cả người. Nó gắng khua khoắng tay chân bơi về phía quả bưởi đang nằm ở giữa ao. Nhưng mới chỉ bơi được một chút thôi thì nó đột nhiên dừng lại. Người nó đói dã rời, chẳng còn sức mà bơi. Với lại chân tay nó bây giờ các khớp tay tự nhiên cứng lại, không thể cử động. Thằng Sún bị chuột rút vì lạnh. Nó cố gắng chồi đầu lên để thở, nhưng mà cơ thể của nó chỉ dần dần chìm xuống dưới. Nó chỉ kịp hét lên: "Chúng mày, cứu, cứu tao với, cứu, cứu, cứu." Cuối cùng đầu nó chìm nghỉm xuống dưới. Ba đứa con lão Tào đứng trên bờ cười hô hố: "Nó chìm rồi kìa, lên đây tụi tao cho mày bánh này." Chúng nó cười một lúc rồi im bặt. Thằng em út mới nói: "Anh ơi, nó chìm luôn rồi kìa, hay là nó chết đuối rồi anh? Đi tìm người cứu nó không?" Cả ba đứa ù chạy về nhà tìm người. Một lúc sau, chúng chạy ra thì có một anh người ở đi theo. Anh ta lao xuống cái ao lạnh ngắt, ngụp lặn một lúc thì vẫn không tìm được thằng Sún. Vì lạnh quá nên anh người làm cũng xuống được một lúc thôi thì đành phải quay lên bờ. "Các cậu ơi, tôi tìm kỹ rồi, có thấy ai đâu. Hay là các cậu về kêu tôi ra thì nó lên bờ rồi nó chạy đi nơi khác rồi." Ba đứa kia cũng gật đầu phụ họa. Chúng ra về, không cần quan tâm đến sự sống chết của thằng Sún nữa. 4 ngày sau, người dân trong làng phát hiện xác thằng Sún nổi lên ở giữa ao. Cả người nó phình to như một trái bóng, nhìn vào thì chẳng nhận ra mặt nó nữa. Người trong làng không biết nó là ai, từ đâu đến. Họ tổ chức vớt xác lên rồi quấn cho nó cái chiếu rách, sau đó đem chôn ở cách cái ao một đoạn. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã qua rồi, ai cũng quên cái xác của thằng bé chết đuối dưới ao. Thế nhưng mà một tháng gần đây, có mấy người hay đi câu đêm tưởng bị mất cá trong giỏ câu, kể cả lưỡi câu cũng mất luôn. Có một hôm anh lại đi câu đêm, đi qua chỗ cái ao, chợt anh nhìn thấy một cái bóng trắng đang nhảy tung tăng trên mặt nước ở giữa ao. Anh thấy thế sợ quá quăng cả cần câu, cả giỏ đựng cá mà té chạy. Ngày hôm sau cả làng đồn ầm lên cái ao có ma. Nhiều người không tin
nên nửa đêm rủ nhau đi ra ao rình. Đúng nửa đêm thì thấy cái bóng của một đứa bé cứ chạy nhảy trên hồ, vừa chạy vừa cười thích thú. Tiếp đó trong làng lại xảy ra chuyện động trời hơn. Nhà lão Tào tối nay đang tổ chức sinh nhật lần thứ 12 cho đứa con đầu. Sau khi tiễn mấy vị khách mời của lão về, đang định quay vào thì lão nhìn thấy một đứa bé khuôn mặt bẩn thỉu lem nhem, trên người khoác tấm chăn rách, đang tập thò bên ngoài. Lão quát: "Đứa nào kia, rình mò nhà tao làm gì? Cút, không tao thả chó ra cắn chết cha bây giờ." Đứa bé run rẩy lắp bắp nói: "Ông ơi, con xin ông, cho con xin chút đồ ăn. Mấy ngày nay con đói quá, chưa có cái gì vào bụng cả. Nhà này không có thức ăn thừa cho ăn xin." Vừa lúc đó bà vợ đi ra rồi hỏi. Lão Tào quay qua nói: "À, có cái đứa ăn mày, nó đứng ăn xin đấy mà. Nó đứng đây này, đuổi không đi." Lão quay ra chỗ lúc nãy, nơi đó chẳng còn ai nữa. Nhìn ra ngoài đường cũng chẳng có bóng dáng ai. Lão vỗ vỗ vào sau ót của mình rồi lẩm bẩm: "Rõ ràng nó vừa đứng đây cơ mà, chạy nhanh thế nhỉ?" Bà vợ lại bảo: "Lúc nãy tôi không có thấy ông nói chuyện với ai đâu, hay là ông bị hoa mắt đấy?" Lão Tào nghe thấy thế thì hoang mang vô cùng. Bất chợt lão nghĩ đến chuyện ma quỷ, nhưng mà không dám nói ra. Hai người vội quay vào nhà. Nửa đêm hôm đó, ba đứa con của lão Tào đang ngủ trong phòng, đột nhiên bên tai hai đứa có tiếng người gọi: "Vương, Ninh, Quyền ơi, ra đây đá bóng với tao." Ngoài trời giá rét, từng cơn gió lạnh thổi vào cắt da cắt thịt. Ba đứa con lão lần lượt đi ra khỏi nhà. Trên người chúng chẳng có đứa nào mặc áo ấm cả. Bên ngoài thì thằng Xuân đang ngồi vắt vẻo trước sân. Nó thấy ba đứa đi ra liền đưa tay lên vẫy: "Tới đây chơi với tao đi." Nói rồi nó đi trước dẫn đường. Ba đứa kia cứ thế vô hồn mà đi theo nó. Thằng Xuân dẫn thẳng chúng nó ra cái ao chỗ nó chết tháng trước. Miệng nó lẩm bẩm: "Bây giờ phải trả thù chúng mày." Nó thì thầm vào tai ba đứa. Chúng nó tự nhiên nắm lấy tay nhau tạo thành hình tam giác, rồi tự động lội xuống dưới ao. Đến khi chúng chìm hẳn cái đầu thì mới thôi. Ở trên bờ nhìn xuống, thằng Xuân cười lên ha hả: "Sắp có bạn chơi rồi." Sáng ngày hôm sau, nhà lão Tào kinh động. Chẳng biết ba đứa con của lão biến đi đâu mất. Người trong làng bị lão bắt đi khắp nơi tìm con cho lão. Tuy nhiên hai ngày trôi qua cũng chẳng thấy tăm tích gì. Một ngày nữa trôi qua, rồi hai ngày, tin tức của ba đứa con như chìm trong đáy biển. Tuy nhiên tối nay, khi mà lão đang ngồi trên ghế trước nhà hút thuốc, chợt có cái bóng người chạy bụt qua sân rồi đi ra phía sau. Phía sau này là nhà của người ở và một cái ao nhỏ. Lão thấy thế thì chạy theo hướng cái bóng đó. Khi chạy ra đến nơi thì thấy ba đứa con mình đang ngồi quay mặt ra bờ ao. Lão kêu lên: "Ôi trời đất ơi, các con, chúng mày đi đâu mà hai ngày nay chúng mày mới về? Bố mẹ lo chúng mày lắm đấy." Nói rồi lão định chạy lại ôm ba đứa vào lòng, nhưng ông ta không thể nào ôm được. "Các con, về nhà thôi, chắc là mẹ mong chúng mày lắm đấy." Ba đứa đứng dậy rồi đi về phía lão Tào. Lão nhìn thấy khuôn mặt của chúng trắng nhợt, trên người ngập tràn là nước. Lão hét lên: "Các con, làm sao thế này?" Ba đứa chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên chúng biến đi mất. Lão không biết nghĩ thế nào, chạy vào gọi người làm dậy rồi bắt họ lội xuống ao để tìm. Sau một hồi lần mò, không thấy gì dưới ao. Đến ngày thứ ba, mới sáng sớm, đã có người chạy sộc vào trong nhà lão, hốt hoảng gọi: "Ui dồi ông Tào ơi, xác ba cậu nhà ông đang nổi ở cái ao ngoài đầu làng cái kia." Nói rồi người đó nhanh chóng chạy đi. Lão Tào và vợ thất kinh, cùng vài người làm chạy ra. Thấy ba cái xác nắm tay nhau, nổi lềnh phềnh ở giữa ao. Vợ lão hét lên định nhảy xuống, may mà có người cản lại. Mấy đứa ở của nhà lão nhảy xuống kéo ba cái xác lên bờ. Trong đám tang của ba đứa con, người quen của lão từ khắp nơi đến đưa tang. Vợ chồng lão một lúc mất đi ba đứa con thì vô cùng đau lòng. Sau cái sự cố đó, lão không còn vẻ đạo mạo như thường ngày nữa. Suốt ngày ủ rũ không thôi, rượu chè bê bết. Vợ lão thì ốm nằm liệt giường không dậy được. Chừng một tuần sau, đêm đó lão say khướt ngồi ngoài chiếc bàn ở ngoài sân, đột nhiên có tiếng người gọi: "Bố ơi, bố ơi, lại đây chơi với con." "Vương, Vương hả con? Con về với bố à? Con ơi." Lão vội bật dậy rồi gọi.
Một cái bóng nhỏ chạy vụt qua trước mặt lão rồi vòng ra phía sau. Lão thấy thế thì đuổi theo, nhưng mới chạy được có mấy bước chân thì vấp phải cái gì đó, ngã lăn quay ra đất, đập mặt xuống rồi ngất xỉu tại chỗ. Đến sáng người ta phát hiện ra thì đem lão vào cứu tỉnh. Miệng lão vẫn không ngừng gọi tên ba đứa con. Ngày hôm sau, trước nhà của lão có một người đàn ông đi đến. Ông ấy xin vào gặp lão Tào. Dạo này lão hiền ra thấy rõ. Vừa thấy người đàn ông lạ mặt thì mới hỏi: Ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi là Thanh, làm nghề thầy bói. Hôm nay đi qua làng này có việc, thấy nhà ông oán khí bay khắp nơi, tang sự thì triền miên. Có phải là nhà ông vừa mới có tang sự hay không? Lão Tào gật đầu. Dạ, ba đứa con nhà tôi mới chết đuối ở ngoài ao đầu làng, cả làng này ai cũng biết. Ông Thanh mỉm cười rồi nói tiếp: Ý tôi nói là sau khi con ông chết thì ông có thường thấy chúng hiện về hay không? Con ông bị vong khắc hại đấy, không phải tự nhiên mà chúng chết đâu. Nếu mà không giải được tai kiếp này thì nhà ông sẽ có tang chồng tang. Lão nghe thầy Thanh nói vậy thì liền tin tưởng, giữ ông ấy lại giúp gia đình ông vượt qua cơn đại nạn này. Thầy Thanh muốn giải quyết chuyện này thì phải điều tra ngọn ngành cái chết của ba đứa con lão Tào. Tối đấy ông ấy làm lễ gọi hồn ba đứa lên. Tuy nhiên chúng xuất hiện thì trên người chúng quần áo rách tả tơi, vết máu loang lổ khắp người. Vừa thấy cha mẹ, chúng đã khóc lóc than khổ than đói. Cùng lúc đó cái vong thằng Xuống hiện ra, nó cầm cây roi quất tới tấp vào ba đứa. Thầy Thanh thấy vậy thì quát lên: Vong kia, ngươi từ đâu đến đây mà đánh đập vong khác à? Trước mặt ta còn dám làm càn à? Thằng Xuống vẫn không dừng tay mà đánh liên tiếp vào ba cái vong kia. Thầy Thanh rút ra một cây roi dâu, thân hình đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh thằng Xuống, quất nó một cái. Nó hét lên rồi biến mất. Thầy quát: Quay lại đây! Đột nhiên thằng Xuốn đã xuất hiện ngay trước cạnh ông. Thầy lại lấy roi quất thêm một cái vào người nó. Nói, vì sao lại hại người vô tội? Thằng Xuốn vừa lăn dưới đất, vừa cầu xin, vừa kể lại mọi chuyện. Nó nói: Chúng nó là một lũ độc ác, tôi muốn giết hết cả nhà nó rồi trả lại mạng cho tôi. Thằng Xuốn nói tới đâu thì nó khóc tới đó. Vợ chồng lão Tào nghe nó nói thế thì cũng đứng lặng người đi. Lão lúc này mới suy nghĩ ra bao năm nay lão đã chiều hư con, lão cũng làm không ít việc ác nữa. Có lẽ đây chính là báo ứng. Thầy Thanh kéo thằng Xuống đứng dậy rồi nói: Tuy họ làm ác, nhưng người cũng không thể làm hại người vô tội được. Điều đó không thuận theo lẽ tự nhiên. Họ làm điều ác thì sẽ có người khác đối ác lại với họ, chứ không phải là làm ác là người có quyền giết hại người trần mắt thịt. Người làm điều ác sẽ phải chịu tội. Thằng Xuống đột nhiên hét lên, đôi mắt nó bỗng nhiên biến thành một nửa màu đỏ, một nửa thì bình thường. Giọng nói cũng lạnh lẽo hơn: Ai cản tôi đều phải chết, các người đều phải chết. Oán khí của nó chợt toát ra, sức mạnh cũng chợt tăng lên thấy rõ. Âm khí quanh người nó dày đặc lên. Thầy Thanh biết nó sẽ biến thành lệ quỷ, nếu không nhanh chóng hóa giải thì hậu hoạn vô cùng. Ông rạch tay mình lấy một chút máu, sau đó chấm mạnh vào trán thằng Xuống một dấu máu to, tay bắt chú, miệng đọc lầm bầm. Chỉ thấy nơi trán thằng Xuống có một vệt đỏ phát ra, kéo dài khắp khuôn mặt của nó. Oán khí quanh nó dần dần bị biến mất, đôi mắt cũng dần dần trở lại trạng thái bình thường. Sau đó ông kéo hồn nó bỏ vào một cái lọ sứ, rồi dùng một cái nút gỗ có khắc chữ vạn đậy lại. Coi như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, thầy Thanh rời đi. Cái bình sứ đấy trước khi đi, ông dặn nhà lão Tào phải đào lỗ chôn thật sâu, tránh làm vỡ nó ra, nếu không hậu quả khôn lường. Thầy Thanh động lòng trắc ẩn nên mới tha cho nó. Nếu để nó đi đầu thai thì bị oán khí trên người, sau khi xuống dưới cũng bị tra tấn cho hồn siêu phách lạc mà thôi. Chẳng thà niêm phong nó lại, thời gian mài mòn đi oán khí của nó, khi đó nó đi đầu thai cũng không muộn. Thầy Thanh rời đi. Nhà lão Tào chôn cái hũ sứ đó ở miếng đất hoang cách nhà khá xa. Hai vợ chồng lão kể từ đó bắt đầu làm việc thiện, tích đức và góp công quả, giúp đỡ những người trong làng và khu vực lân cận rất nhiều. Quả đúng như phép màu hiện ra, 2 năm sau bà vợ của ông đã mang thai trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Quay trở lại hiện tại, sau khi nghe thằng Xuống kể, thầy Toàn mới nói:
họ không may làm vỡ cái lọ sứ nhốt ngươi thôi. Thế mà ngươi nỡ lòng nào chia cắt âm dương hai vợ chồng họ? Ý tốt của cha ta năm đó đúng là sai lầm. Hôm nay ta sẽ đánh tan hồn phách của nhà ngươi, vĩnh viễn không siêu sinh. Thầy rút ra một lá bùa màu đen, bên trên vẽ hình tia sét to. Đang định ném lá bùa ra thì cô Hiền đột nhiên nói: Thầy ơi, thầy tha cho nó một con đường sống. Dù gì thì chồng con cũng không sống lại được nữa, có giết nó cũng chả giải quyết được gì. Thầy Toàn thấy thế liền thu hồi lá bùa lại. Ông lấy ra một lá bùa màu vàng ném về phía thằng Xuống rồi nói: Chui vào đó, phạt ngươi 10 năm lên chùa nghe kinh giảng đạo. Nếu sau 10 năm mà ngươi cải tà quy chánh, khi đó ta sẽ xem xét lại. Thằng Xuống biến mất trước khi lá bùa rơi xuống đất. Mọi chuyện coi như giải quyết xong. Oan hồn chú Thanh nhìn cô vợ trìu mến, sau đó cúi người cảm ơn thầy Toàn. Ông ấy đốt một lá bùa nhỏ rồi nói với chú: Đi đầu thai đi, giờ này quỷ môn quan mở rồi, ta đã đốt giấy thông hành cho anh rồi. Chú Thanh nhìn vợ con lần cuối rồi với tay chào tạm biệt rồi biến mất. Giải quyết xong chuyện, thầy Toàn thu dọn đồ đạc rời đi ngay trong đêm, mặc cho cô Hiền giữ lại. Kể từ ngày hôm đó, nhà cô Hiền không còn gặp chuyện gì nữa. Ba mẹ con sống an bình với nhau. Chỉ tiếc rằng chú Thanh không còn để nhìn thấy hai đứa con trưởng thành nữa. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện kinh dị Lọ sứ nhốt phong của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy thú vị, các bạn có thể ủng hộ cho Bí ẩn Radio cũng như tác giả theo đường link mình đã để ở phần mô tả video. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.